Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ kênh Món Ăn Ngon Mỗi Ngày. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm bánh flan. Về nguyên liệu chúng ta gồm có: ở đây mình sử dụng là 10 quả trứng gà, một hộp sữa đặc. Sữa đặc này các bạn sử dụng loại nào cũng được hết, ngôi sao phương Nam nè hay là sữa ông thọ đều được. Tại vì sữa ông thọ và ngôi sao phương Nam đều có khối lượng là 380g, nên mình sử dụng loại nào cũng được hết nha các bạn. Về sữa tươi á, thì mình sử dụng là sữa tươi có đường hoặc không đường đều được. Ở đây mình sử dụng là 2 bịch sữa tươi, nhưng mà xài không có tới 2 bịch đâu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ tách 10 quả trứng này ra và mình đem đi cân, và mình sẽ lấy là 450g trứng. Và đây là cái phần trứng mà sau khi mình đã đập ra mình cân, thì các bạn cân cái khối lượng trứng cho mình nó là 450g. Nhưng mà ở đây do cái quả trứng của mình nó bự á, nên mình chỉ cần là 9 quả trứng là mình đã đủ 450g rồi. Tùy theo cái trứng của các bạn nhỏ hay lớn nha, thì các bạn cân cho mình đủ 450g là được. Nếu như mà cái trứng của các bạn lớn nó dư á, thì các bạn múc cái lòng trắng của mình ra, miễn sao đủ 450g là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đôi đũa hoặc là cái cây đánh trứng á, các bạn đánh cho mình nhẹ nhẹ ra. Đừng có đánh mạnh quá, đánh mạnh nó sẽ lên bọt nha. Mình đánh nhẹ nhẹ nó thôi. Và đây là hộp sữa đặc mình đã khui. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ hết sữa này vào luôn. Mình lấy ra hết toàn bộ sữa đặc luôn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn cần phải giữ lại cái lon cho mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đông cái sữa. Bây giờ cái bịch sữa tươi của mình nè. Bây giờ các bạn sẽ cho cái sữa tươi vào. Các bạn dùng 2 bịch sữa tươi, các bạn đông sao cho mình là được 1 lon sữa tươi nha. Thì một bịch là nó không thể nào mà đầy được 1 lon hết các bạn, nên mình phải sử dụng một bịch hơn để mình đông cho đầy 1 lon. Và ở đây mình đã được 1 lon sữa tươi. Bây giờ mình sẽ cho cái lon sữa tươi này vào đây. Tiếp tục bây giờ mình sẽ sử dụng là thêm 1 lon nước lọc nữa. Mình cho nước lọc vào đây mình đông đúng 1 lon nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng đôi đũa mình khuấy trong đây mà nó còn sữa đặc nó còn dính á. Rồi mình khuấy rồi mình lấy nó hết nó ra. Đó mình cho vào luôn. Vậy là bây giờ mình sẽ tóm tắt lại. Vậy là mình sẽ sử dụng là 1 lon sữa đặc. Chúng ta sẽ cộng với 1 lon sữa tươi, rồi cộng thêm 1 lon nước nữa. Cái này nó không có khó các bạn. Rồi mình sẽ trộn cho nó đều lên. Mình đánh đừng có lên bọt nha. Mình khuấy nhẹ nhẹ nó thôi. Các bạn cho mình vào đây là 1 đầu đũa muối ăn nha. Đó, mình khuấy đều nó lên. Rồi bây giờ mình sẽ lược nó lại cho nó mịn. Vì mình sẽ lược nó lại đằng cho cái bánh lăng của mình nó được mịn nha các bạn. Tiếp theo thì các bạn sử dụng cho mình là khoảng 70g đường, 70g đường cát trắng nha. Vì mình sẽ khuấy nhẹ nhẹ nó lên. Nếu như các bạn có ăn ngọt thì các bạn sử dụng là khoảng 90g đường nha. Còn mình thì mình sẽ sử dụng là 70g đường mình cho vào thôi. Mình khuấy nhẹ nhẹ nó cho nó tan đường ra. Đến cái giai đoạn này nếu như mà bạn nào kỹ có thể là lược lại thêm 1 lần nữa nha. Mình khuấy nhẹ nhẹ nó cho đường nó tan. Rồi cái phần hỗn hợp bánh lăng bây giờ mình sẽ để yên đặng cho nó đường nó tan. Nếu như mình rảnh thì mình khuấy khuấy nó cho nó mau tan nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm tới phần caramel. Trong cái lúc này thì các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước sôi, đặng một hồi mình hấp bánh lăng á, mình chuẩn bị trước nó sẽ nhanh hơn. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng là một cái nồi hoặc là một cái chảo. Bây giờ mình sẽ cho vào là khoảng 80g đường cát trắng, 80g đường nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng là
nước lọc. Nước lọc mình sử dụng là 35ml nước lọc, tức là khoảng để mình canh nè, 1 muỗng canh nè, 2 muỗng canh, khoảng 3 muỗng canh đó các bạn. 3 muỗng canh nước lọc, 35ml nước lọc á. Bây giờ mình sẽ sử dụng là chanh hoặc tắc một lát chanh. Nhà mình hết chanh rồi còn tắc nên mình sẽ sử dụng tắc nha, nó có vị chua là được rồi. Mình cho một miếng, một ít thôi, khoảng một muỗng cà phê là được rồi, không tới một muỗng cà phê nước nước tắc đâu. Thay thế chanh cũng được nha, mà tại nhà mình hết chanh rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên bếp mình thắng cái phần caramel này. Bây giờ mình sẽ bật lửa lên, mình để lửa vừa, mình thắng cho tự nó tan ra, mình không cần quậy nha các bạn. Mình để yên nó. Bây giờ của mình nó sôi rồi, mình chỉ cần dùng mình lắc nó thôi nha các bạn. Đó, mình lắc nó. Mình thắng đến khi mà nó màu vàng của cánh ván nha. Cánh gián chứ. Mình nói lộn. Cho nó có một cái màu vàng nâu á. Bây giờ cái của mình nó rần được màu vàng rồi nè các bạn. Mình không được dùng đũa hay là cái gì mình quậy nha, mình chỉ lắc nó như thế này thôi. Cái này nó rất là lẹ các bạn. Rồi nó vàng như thế này là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ múc cái hỗn hợp caramel này vào nha. Mình cho mỗi cái một ít thôi các bạn, mình chia đều nó ra. Khoảng một muỗng cà phê một cái vậy nha các bạn. Tương tự vậy các bạn, cho hết cho mình luôn nha. Rồi sau khi mình đã cho caramel rồi, nhưng mà chúng ta không cần thiết phải chán đều đâu khuôn đâu các bạn. Mình chỉ cần cho vào như thế này là được nha. Khi mà mình cho sữa vào là tự động nó sẽ trải đều ra, nó sẽ đều thôi. Nói chung là các bạn yên tâm đi, các bạn cứ việc cho như thế này. Rồi bây giờ mình, đây là cái phần hỗn hợp bánh lăng, bây giờ mình sẽ chế vào khuôn. Thì các bạn chú ý là mình sẽ chế nhẹ nhẹ tay thôi để tránh tạo bọt. Giờ mình sẽ chế 2/3 khuôn thôi nha. Tương tự các bạn đổ hết cho mình luôn nha. Rồi sau khi các bạn có thể là cho 2/3 hoặc là lưng lưng nha. Nói chung là mình đừng có cho nó đầy quá. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Sau khi đậy hết cái nắp này rồi, bây giờ mình sẽ đem đi hấp. Với cái công thức này thì mình sẽ làm được từ khoảng 19 đến 20 khuôn. 20 khuôn như thế này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp. Nồi nước của mình nó cũng đã sôi rồi. Bây giờ là cái nồi nước của mình là nó rất là sôi. Bây giờ mình sẽ vặn lửa vừa lại. Các bạn chú ý nha, đối với hấp bánh lăng á thì chúng ta là phải hấp với lửa nhỏ hoặc lửa vừa. Tức là các bạn canh như thế nào để cho cái nồi nước của mình á nó sôi lăng tăng, nó sôi nhẹ thôi, chứ không sôi sùng sục nha. Nếu như mà sôi mạnh quá thì cái bánh lăng của mình nó sẽ nở ra và nó sẽ có rổ, nó không được mịn. Rồi giờ mình sẽ chất bánh vào. Sau khi chất bánh vào rồi, bây giờ mình sẽ đậy lại. Và thời gian hấp của mình là từ 20 đến 30 phút. Để biết bánh chín hay không thì mình chỉ cần cho cây tăm ghim vào bánh, rút cây tăm ra, nếu như thấy cây tăm không có dính tức là bánh của mình đã chín rồi. Nhớ nha các bạn, nhớ dặn lửa vừa hoặc là lửa nhỏ thôi nha các bạn. Bánh của mình sau khoảng 30 phút bây giờ đã chín rồi. Thì để biết chín hay không thì mình sẽ dùng cây tăm nè. Mình ghim vào, mình lấy ra, cây tăm không có dính tức là cái bánh của mình đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ để cho nó nguội và cho vào ngăn mát nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách nữa. Thì ngoài cái cách hấp, cách thủy thì mình còn có cách nướng, cách thủy nữa. Thì về nướng thì các bạn sẽ nướng ở 150 độ C, lửa trên, lửa dưới cộng với đó luôn. Mình sẽ cho vào cái rãnh giữa nha. Nó gồm 3 rãnh và mình sẽ cho vào cái rãnh giữa. Và khi nướng thì các bạn sẽ đổ nước vào cái khay.
đổ cho nó gần ngập cái khay nha. Đó, như vậy là nướng cách thủy. Thì có hai cách, nếu như nhà các bạn có lò nướng á thì mình sẽ nướng như vậy nha. Sau khoảng 55 phút nướng, bây giờ bánh của mình đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Thì các bạn nhìn thấy á, thì mình lấy cái này ra, 6 cái này ra để mình làm mẫu thôi. Tại mình đem ra nhiều thì nó nhiều bánh quá. Thì các bạn đã thấy hai cái này á là mình hấp nên nó màu vàng, màu vàng nhẹ. Còn bốn cái bên đây á là mình nướng nên nó sẽ có một cái màu vàng đậm rất là đẹp nha các bạn. Nhưng mà đối với mình nướng á thì nó sẽ ít bị rỗ hơn, nguy cơ nó ít bị rỗ, bánh nó sẽ mịn hơn. Bây giờ mình sẽ lấy hai cái bánh này ra để mình so sánh nè. Mình sẽ dùng cây tăm để mình lấy nó ra nha. Mình cho cây tăm vào như nè. Mình sẽ xay nó vòng vòng đó. Đó, như các bạn nhìn thấy cái hồi nãy mình nói cái phần caramel á, mình không cần thiết phải chán đều cái khuôn, nó tự động tan là nó đều à. Đó, cái màu vàng này là nước của caramel ra đó các bạn, mình không cần chán đều khuôn đó. Các bạn có thể thấy nè, caramel là nó tự chảy đều ra đó, nên các bạn yên tâm nha. Và bây giờ thì mình sẽ so sánh một cách hấp và một cách nướng như thế nào nha. Thì đối với cái nướng á thì bánh sẽ không có bị rỗ đó, các bạn có thể nhìn thấy nè, nó hoàn toàn không có bị rỗ nha, nó mềm mịn nè. Mình coi, mình lắc cái dĩa nè, nó rung 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 rinh nè các bạn đó. Còn đối với cái cách hấp á thì nó sẽ có rỗ đó, nó có rỗ nữa nè. Nhưng mà hấp á thì về cái độ mịn á thì mình nghĩ là hấp nó sẽ mịn hơn, nhưng mà nó không có đẹp mắt bằng nướng nha. Thì đó, thì các bạn muốn chọn cách nào cũng được hết á. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái hấp trước rồi mình ăn cái nướng, rồi mình sẽ nói cảm nhận của mình nha về hai cái này nha. Đây là cái nướng. Cái nướng á mình thấy nó mềm, nó mịn hơn các bạn. Cái bánh của mình nè bạn, nó mềm nó mịn thì mình nhận xét cảm thấy là với hai cách nướng với cách hấp á thì nướng nó ngon hơn các bạn. Mình tính nó là nướng nó bị khô, nhưng mà nó không khô các bạn, nó còn mềm mịn hơn là mình hấp nữa. Đó, cái nước đường nè các bạn, nước đường caramel của mình á. Nếu như các bạn thích, các bạn có thể cho thêm đá bào nè, hoặc là cà phê lên cho nó thơm á. Ngon lắm các bạn. Nó mềm, nó mịn, nó tan ở đầu lưỡi luôn á. Nếu thích các bạn nhớ like và chia sẻ video cho mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.